câu chuyện chưa bao giờ kết thúc. Nó đã chờ đợi hàng thế kỷ, chờ đợi một ai đó viết nên hồi kết bằng sức mạnh từ trí tưởng tượng bay bổng của họ. Để viết vào cuốn sách này, bạn cần hai thứ: một cây bút đặc biệt được làm từ lông đuôi của một loài chim huyền thoại, chim phượng hoàng, và trí tưởng tượng của bạn. Hàng thế kỷ qua, mụ ra sức săn lùng cây bút làm bằng lông đuôi phượng hoàng này để biến câu chuyện của ánh sáng thành bóng tối.
The storybook ending, a dream of may finally come.